Em hạ nhiệt chiếc Focus này còn 188 triệu các bác nhá. Thì hôm nay em xin phép được lên sóng lại và chia sẻ thêm hơn cho các bác về chiếc xe này. Đây là chiếc Ford Focus 1.8 số tự động. Xe này của em được sản xuất và đăng ký 2010. Con này thì em cũng làm clip chi tiết khá nhiều rồi các bác ạ. Thật sự là bây giờ những cái chiếc xe đời sâu như này, giá mà không tốt ý, thì không tiếp cận được với mọi người. Thì cái thời điểm em lấy chiếc xe này về thì em cũng mong muốn bán cho các bác với cái giá là khoảng 201 hoặc 200 cho đến 201. Nhưng với giá đó thì nhiều người người ta sẽ không lựa chọn và người ta sẽ không ưng. Đó, do vậy là em xin phép các bác là em hạ nhiệt chiếc xe này xuống còn 188 triệu các bác nhá. Về chất lượng xe và thủ tục giấy tờ tất cả mọi thứ thì em quay clip cũng khá là nhiều và chi tiết rồi các bác ạ. Thì hôm nay em xin phép là tóm tắt lại qua các bác nhá. Con xe này biển Hà Nội thì em đã cho rút hồ sơ cầm tay rồi. Do vậy là bác nào mà mua cái chiếc xe này thì bây giờ các bác là sẵn sang tên các bác nhá. Em sẽ công chứng giữa bên em và các bác. Thì vậy các bác về chỉ có phát sinh thêm khoảng 3 đến 4 triệu tiền sang tên nữa là chúng ta có thể bấm biển mới. Con này ấy, mọi người, đăng kiểm của nó thì đến tháng 5 năm 2025 các bác nhá. Đây là phiên bản hatchback. Thì con này thì em cũng quay và chi tiết khá nhiều rồi các bác. Em để ngoài này nó cũng hơi bụi bặm tí một chút, các bác thông cảm mọi người nhá. Nó đang hơi khô, hơi bị khô dầu một chút ở cái chốt hãm mọi người ạ. Đó, đây các bác này. Ghế nỉ nguyên bản theo xe các bác nhá. Thật sự là 188 triệu nhưng mà quan trọng là ở nơi khác nhiều các bác ạ. Em nghĩ là nhiều nơi khác là cũng có đấy. Nhưng mà quan trọng là phải cái chất xe cơ. Con này thì ghế nỉ nguyên bản theo xe hết các bác nhá. Đó, xe đẹp lắm mọi người. Nên là các bác yên tâm, em nói rất là chuẩn chỉ các bác nhá. Tắp ly này. Ghế lái này, các bác ơi, bộ ghế nỉ nguyên bản theo xe này. Đó, vô lăng số tự động màn hình Android rồi các bác ạ. Cốp rộng các bác nhá, cốp rất là rộng luôn. Đây là khoang hàng ghế thứ hai đây các bác này. 188 triệu các bác nhá. Nhiều bác cứ bảo em là giá em là 160, 170. Các bác ơi, tầm đấy thì các bác mua làm sao được. Với lại là tầm đấy các bác mua được ấy, trên thị trường có nhưng mà nó không đẹp đâu mọi người. Có Focus này này các bác này. Thì các bác phải nghe em là, một ấy, những cái xe mà nó hơi xấu xấu ấy, thì các bác phải thật rẻ thì các bác mua. Còn các bác phải cố chút mua những con xe nó đẹp đẹp như con xe này của em này. Thì các bác mua về đi ấy, sử dụng ấy, các bác cũng yên tâm hơn. Đó, con này thì đi thì đầm chắc sướng các bác nhá. Giá bây giờ thì nó cũng như vậy là em thấy nó khá là hợp lý rồi các bác. 188 triệu Ford Focus. Em tên Bình, em ở Thạch Thất, thành phố Hà Nội các bác nhá. Em cảm ơn các bác ạ.